Trang Quỳnh, bản màu giới hạn, tập 319, Con hầu chí nghĩa. Đứa nào có tiền đi coi khỉ làm xiếc. Tao có một đồng. Một đồng làm sao đi đủ năm đứa, mỗi đứa vào cửa một đồng lận. Tao có cách, đi. Một buổi diễn có mấy màn vậy ạ? Năm màn. Một đồng coi năm màn, vậy một màn đáng giá hai hào. Con coi mỗi màn con khỉ, con trả hai hào được không ạ? Được. Con có một đồng, đủ cho năm đứa vào coi màn con khỉ. Mỗi đứa hai hào, năm đứa mười hào, bằng một đồng. Một màn con khỉ thôi đó, đứa nào coi thêm, tao đánh à. Sau đây là màn trình diễn của con khỉ Tiểu Tề Thiên. Chào quý vị con nít. Sao không chào người lớn? Tôi thích con nít thì chào con nít à, không hư người lớn. Người lớn không có ngây thơ. Tiểu Tề Thiên có tài làm đủ mọi việc như người. Sau đó đừng có tin, tôi biết làm vài việc thôi. Đồ khỉ, tao nói sao kệ tao, đừng có phá đám. Hôm nay Tiểu Tề Thiên sẽ biểu diễn làm bếp. Nó sẽ làm món chim sẻ nướng. Tôi đâu có biết làm thịt chim sẻ. Thì cũng cắt cổ vặt lòng như làm gà vậy. Chim sẻ đây, biểu diễn đi. Mày khóc hả? Tôi còn cha mẹ già, không ai nuôi dưỡng. Tôi không giết nó đâu, tội nghiệp lắm. Làm thịt nó đi. Bay về với cha mẹ mày đi. Ha ha, quê quá ông chủ ơi. Mày chết với tao, còn khỉ già. Khẹt. Rước theo bắt nó. Cản đường cho con khỉ chạy. Ôi da. Tao giết mày, đồ khỉ phản chủ. Cản ổng lại. Vút. Đứa nào cản, ta bắn thiệt à. Chạy lại đi, khỉ ơi. Cao quá. Chết mày rồi, nuôi không được thì tao giết. Ông bắn nó kìa. Vút. Vút, cốp. Ui da. À. Tại tụi mày phá đám nên tao chỉ bắn trúng chân nó thôi. Tao sẽ tìm ra nó, tao không tha nó. Theo ổng xuống đó. Có dấu máu. Dấu máu đi vào nhà này. Ông già, có một con khỉ bị thương chạy vào đây phải không? Phải, nhưng tôi đuổi nó chạy đi rồi. Vậy sao dấu máu vào trong nhà? Ông giấu nó hả? Nó là con khỉ của tôi nuôi đó. Đồ khỉ phá nhà, ai thèm giấu chi cho mệt. Không tin thì tìm đi. Hừ, con khỉ già trốn hay thiệt. Con biết ông giấu nó chỗ nào rồi. Ông đừng lo, tụi con cứu nó khỏi bị bắn chết đó. Nó ở trong bụng chị này nè. Hả? Sao con hay quá vậy? Con thấy chị ấy quạo khi liếc nhìn cái bụng. Con biết ngay là con khỉ ở trong đó. Vì người mẹ không bao giờ đổ quạo khi nhìn cục cưng tương lai của mình. Hay, nhỏ mà sành đời quá ha. Dạ, con có tuổi rồi đó ông ạ. Con dâu của ta đó, may mà bữa nay nó về thăm ta nên mới có chỗ giấu con khỉ. An toàn rồi, ra đi. Phì, cuộn mình trong đó, ngộp thở. Mày ép cái bụng tao cũng muốn tắt thở luôn nè. Nó bị người ta săn bắn hả? Không ạ, chuyện là vậy. Nó là một con khỉ có lòng nhân hậu, nó không giết con chim sẻ. Vậy thì không uổng công ta cứu nó. Chân này bị tên bắn, chân kia bị trặc xương vì té. Mày hết làm trò khỉ được rồi. Cái chân bị tên bắn chữa mau lành, nhưng cái chân bị trặc thì chữa lâu lắm. Con về lấy thuốc lên chữa cho nó. Ừ, con đi đi, để ông chăm nó. Đây là thuốc chữa vết thương bị tên bắn, đây là thuốc chữa trặc xương. Để con nói cho ông cách dùng. Ta hiểu rồi, ta sẽ chữa cho nó. Vài bữa nữa con lên thăm nó.
mang chè cho em nghe, thèm chè quá. Ủa, nhà đi đâu hết rồi? Đây, mệt quá. Nó xáo tính lắm, cứ ăn vào thì lại sổ ra. Ngày nào ông cõng nó đi đồng cả chục lần, mệt muốn chết. Tại ông cho con ăn nhiều quá. Không cho mày ăn, mày chí chóe, điếc cái lỗ tai. Con đem thêm thuốc cho nó đây. Hay đó, chân của nó đã khá nhiều rồi. Lên thăm con khỉ. Vết thương của nó lành hẳn rồi, nó phụ ông làm rẫy nè. Làm rẫy hay phá rẫy? Ê, đừng có khinh dễ khỉ à. Một tháng sau. Ủa, con khỉ đâu rồi ông? Nó đi đâu mất mấy ngày nay? Chắc nó về nhà nó rồi. Một tháng sau. Ủa, nó về rồi nè. Tôi về thăm cha mẹ tôi, rồi tôi trở lại ở với ông. Tháng sau sẽ về nhà một tháng, rồi cũng sẽ trở lại với ông. Sao mày không đi luôn? Ông cứu tôi đâu có quên được. Mày có nghĩa quá ha, vậy tao đặt tên cho mày là Hầu Chí Nghĩa. Hầu là con khỉ, Hầu Chí Nghĩa là con khỉ có nghĩa. Nhưng tôi có tên là Tiểu Tề Thiên rồi mà. Dẹp cái tên tào lao đó đi, mắc mớ gì mà phải mượn tên một con khỉ bên tàu để đặt cho mày. Cũng được, tôi cũng thích cái tên Hầu Chí Nghĩa đó lắm. Anh Quỳnh, dậy đi. Sao tìm được nhà tao vậy? Thì có lần anh mang nem nướng lên cho ông, anh nói nhà anh bán nem nướng mà. Mày giỏi, có chuyện gì vậy? Ông bị bệnh nặng, người nóng như lửa, mê man bất tỉnh, không nói một lời nào. Khỉ, bất tỉnh rồi còn nói gì nữa? Em cõng ông tới nhà thuốc của ông Tàu rồi. Mày cõng ông nổi hả? Thì ông cõng tôi đi đồng, giờ tôi cõng ông lại. Không nổi cũng phải nổi chứ, không lẽ để ông chết à? Mày đúng là có nghĩa. Chết, mày đưa ông tới nhà thuốc của ông Tàu rồi lấy tiền đâu mà trả? Ông Tàu đó lấy giá cắt cổ lắm. Tôi tưởng thầy thuốc chữa bệnh làm phúc, chứ đâu có lấy tiền. Đừng có mơ, bây giờ lương y như ké mẫu không hà. Anh cứ tới với ông đi, để tôi lo tiền. Khỉ đi lo tiền chữa bệnh cho người, chuyện lạ đời. Không có sao hết, ổng bị say nắng, ngộ làm ổng tỉnh rồi. Bao nhiêu tiền vậy ông? 5 đồng. Chữa say nắng có gì đâu mà tới 5 đồng. Chè mắt thì ngộ làm cho ổng sốt lại, rồi đưa về nhà, xem như ngộ chưa có chữa bệnh, khỏi lấy tiền. Được rồi, ông chờ chút đi. Chờ cái gì? Chờ người mang tiền tới, ngộ không có tiền. Hi, không có được nhái tiếng tàu của ngộ à? Ngộ đâu có nhái. Tiền nè. Ở đâu mày có nhiều vậy? Về nhà nói, không nói ở đây. Nói đi, tiền ở đâu mày có? Ăn trộm của quan. Trời đất, sao mày đi ăn trộm? Không ăn trộm thì lấy tiền ở đâu ra mà chữa bệnh cho ông? Mà tôi lấy tiền của quan chứ đâu có lấy tiền của dân. Quan giàu thấy mồ, lấy tí đâu có sao. Lỡ lần này thôi, lần sau không được tái phạm. Ăn trộm quan tài biết chưa? Sao đang nói chuyện mà nằm xuống vậy? Tôi có lỗi, anh đánh đòn đi. Khỉ, tao chỉ dạy thôi chứ đâu có đánh đòn. Vậy hả? Vậy thì tôi đi chợ. Sao mua toàn chuối không vậy? Tôi quên, tôi tưởng ai cũng thích ăn chuối như tôi. Để tôi đi chợ lại. Loa loa, có cái trộm tiền của Hoàng. Ai biết thì chỉ cho Hoàng, sẽ được thưởng. Đã quá, Hoàng bị ăn trộm, ha ha. Ngộ biết thủ phạm mà. Đừng có la to, nói cho tôi biết ai lấy. Tôi sẽ tới đó lấy lại, tôi sẽ chia phần cho ông. Ông già Mùi sai con khỉ đi ăn trộm. Nó lấy một bịch tiền to như vậy nè. Im miệng rồi sẽ có tiền. Sao con Hậu Chí Nghĩa đi chợ lâu quá vậy? Không lẽ nó bị ông chủ gánh xiếc bắt lại rồi sao?
Để con đi tìm nó. Ai đi đâu mà lại có vũ khí vậy? Ông già Mùi sống có một mình thôi, đừng có sợ. Họ biết ông có tiền nên tới cướp. Chạy lại đi ông ơi, cướp tới. Ông chạy hướng này, đuổi theo. Ủa, ông với anh Quỳnh đi đâu rồi? Dấu chân của ai mà nhiều thế này? Có ngôi chùa hoa kìa, vào ngủ qua đêm đi. Ông ở trong chùa, bao vây chùa. Chết rồi, ăn cướp theo bắt ông với anh Quỳnh, làm sao cứu ông đây? Hả? Trên tháp có cái chuông, có cách rồi. Mình đánh chuông sẽ làm bọn cướp sợ. Không có cái dùi đánh chuông, không có cục đá cục gạch gì để đánh chuông. Nguy quá, họ sắp bắt được ông với anh Quỳnh rồi. Bon. Chùa có người, chạy đi. Ai đánh chuông vậy? Tiếng chuông làm đám cướp chạy kìa, mình thoát rồi. Để con lên coi ai đánh chuông. Trời đất ơi, ông ơi. Chuyện gì vậy? Con hầu Chí Nghĩa gõ chuông bằng cái đầu của nó. Nó không tìm ra vật dụng gì để gõ chuông, nên dùng cái đầu của nó để gõ. Nó bể đầu rồi. Tội nghiệp quá, một con khỉ có nghĩa. Đem nó đi chôn đi. Tại cái túi bạc này mà con hầu Chí Nghĩa chết, còn mình suýt bị cướp giết. Ông không cần nó nữa, đem trả cho quan đi. Bẩm, chuyện là vậy đó. Con khỉ vì muốn trả ơn tôi nên trộm tiền của quan để tôi chữa bệnh, và cũng vì để trả ơn tôi mà nó chết. Tôi có lấy 5 đồng để trả tiền thuốc, còn lại bao nhiêu tôi trả lại cho quan đây. Xin quan thông báo cho dân chúng biết là quan đã thu hồi tiền để bọn cướp không bám theo ông nữa. Con khỉ có nghĩa quá, ta sẽ xây cho nó một ngôi mộ đàng hoàng. Vậy là từ nay mày không còn đến chơi với ông nữa rồi. Hai cân, 4 đồng. Hai cân sao có tí xíu vậy? Tôi mua ở chỗ khác, hai cân đựng trong bịch to lắm mà. Tôi cần đúng theo số ghi trên quả cân mà. Cho tôi xem cục cân. Nè, xem đi. Trên cục cân ghi rõ ràng là hai cân đó. Tôi ra chợ cân cục cân này. Cân dùng tôi xem cục cân này nặng bao nhiêu? 1 cân. Hừ, nặng có 1 cân mà trên cục cân ghi là 2 cân. Ăn gian 1 cân. Tôi đi báo quan, buôn bán gian lận. Được, ta sẽ tới đó xem. Để ta giữ cục cân này làm tang chứng. Chạy tới bảo ông giàu nổi tất cả cục cân, ta sẽ tới kiểm tra. Trả cục cân 1 cân của ông giàu thành cục 2 cân. Quan bảo ông đổi tất cả cục cân đi, quan sắp tới kiểm tra đó. Người ta bảo với ta rằng ông dùng cân sai, ta sẽ kiểm tra. Bà đi mượn một cái cân nào mà bà tin tưởng đem tới đây. Đây ạ. Bà cần tất cả các cục cân của ông giàu xem có đúng không? Đúng hết ạ. Còn đây là cục cân bà nộp cho ta, bà cân đi. Dạ đúng là 2 cân ạ. Vậy sao bà báo với ta cục này ghi là 2 cân nhưng nó chỉ có 1 cân? Lúc nãy tôi cân ngoài chợ, cục này có 1 cân, sao giờ lại là 2 cân? Quan đổi cục cân rồi, ha ha. Bà tố cáo không đúng, nhưng thấy bà có tuổi nên ta tha cho đó. He he, quan che cho tôi làm gì được tôi. Hít, tao sắp chết rồi Quỳnh ơi. Nói gì kỳ vậy? Mày có biết chuyện cái cân thủy ngân không? Biết. Đó, chuyện đó kể rằng cha mẹ dùng cân gian, tự nhiên con lăn đùng ra chết.
Cha mẹ mày có dùng căn gian đâu mà sợ? Có, cha tao dùng căn gian khủng khiếp lắm. Khi mua vào thì 2 cân chỉ còn 1 cân, khi bán ra thì 1 cân thành 2 cân. Bởi thế nên tao biết tao sắp chết. Giờ vậy nè, mày phải làm cho cha mày sợ để cha mày không dùng căn gian nữa. Mày sẽ không chết. Ừ, mày giúp tao đi, tao sợ chết lắm. Không những giúp mày mà tao còn giúp bà con không bị cha mày ăn gian nữa. Sao con không đi học? Ta là con của Ngọc Hoàng, không cần học. Mai mốt cha ta leo xuống thì ta leo lên lòng Ngọc Hoàng. Ha ha. Đừng có tào lao, ăn sáng rồi đi học. Con của Ngọc Hoàng không ăn mấy thứ vớ vẩn này. Lấy cho ta 1 đĩa nem công và 1 trái đào trường thọ. Ông ơi, con bị làm sao đây nè? Ai là con của người? Đã nói rằng ta là con của Ngọc Hoàng. Đi ra. Ôi, ôi. Đừng có hổ. Ôi trời, tai mắt của nó chảy máu. Chắc nó bị ma nhập. Gọi thầy Pháp mau. Có ta đây, đừng lo. Chát. Cốt. Thôi, không nhận mối này, ghê quá. Ha ha, ta là con Ngọc Hoàng. Ta là con Ngọc Hoàng, ha ha. Trời ơi, suốt ngày nó không ăn uống gì mà cứ cười như đười ươi bị thọt lét. Quỳnh, mày có đói không? Cả ngày không ăn gì, đói quá. Nè, ăn đi, mai mày làm như vậy, máu heo nè, mày trét đầy mình cho tao. Trời, con ăn mặc gì kỳ vậy? Đây là long bào của Ngọc Hoàng, ha ha. Áo thì mặc ở dưới, quần thì mặc ở trên mà gọi là long bào. Nhìn nó máu me đầy người, tôi sợ quá. Hỡi vợ chồng tên giàu, ra ta bảo. Ông ơi, có ông nào cầm cái cân to tướng trên nóc nhà kìa? Ta là thần cân đây. Các người to gan, sửa những cục cân của ta thành những cục cân gian dối. Do đó ta phạt con của các người, nó sẽ điên loạn rồi sẽ chết. Nó chết vì sự gian xảo của các người, ha ha. Lạy thần, chúng con biết lỗi, xin thần tha cho con của con. Từ nay con không dám dùng những cục cân gian xảo đó nữa. Chưa tin, khi nào các ngươi không còn lừa dối người khác bằng những cục cân của ta thì ta mới tha. Ha ha ha. Bịch. Có sao không, thần cân? Bể cái bụng chứ đâu có sao. Cái cân xẹp lép rồi, ha ha. Cân bằng giấy, xẹp là phải. Mày gan thiệt, dám nhảy từ nóc nhà xuống. Có thế họ mới tin. Định bán gạo cho ông giàu hả? Ông cần ăn gian lắm đó. Đành phải chịu thôi, chứ cả chợ đâu còn ai mua gạo. Các chỗ khác bị quan đóng cửa hết rồi. Tôi bán 5 cân, chắc ông cần chứ còn lại 3 cân. Của bà 5 cân, tiền đây. Ôi cha mẹ ơi, ông cần đúng. Ông giàu hết căn gian rồi. Mẹ ơi, con đói bụng. Con hết bị thần quở rồi kìa. Hết chết rồi, hi hi. Không cần gian nữa thì lấy tiền đâu để chia huệ hồng cho ta? Quan để tôi làm ăn đàng hoàng đi, tôi sẽ đóng thuế cao. Tôi mà làm ăn gian dối, sợ quả báo lắm.